Vâng, chúng ta trở lại với trường quay. Thu Minh này, cái cuộc thi đầu tiên mà Thu Minh thi là năm 16 tuổi đúng không? Em thi năm 15 tuổi anh ạ. Là thi tiếng hát truyền hình à? Dạ vâng, em vào tới chung kết 1 rồi, tức là còn một chung kết xếp hạng nữa. Là em bị phát hiện ra là thiếu tuổi khai gian nên em bị loại khỏi cuộc thi. Đấy cũng có thể coi là cái sân khấu đầu tiên của mình chưa? Nếu mà nói là sân khấu đầu tiên thì em chinh chiến từ bé anh ạ. Từ bé? Từ lớp 2 em đã làm hạt nhân văn nghệ của tất cả các trường mà em học rồi. Thế gia đình có ai theo nghệ thuật không? Thật ra cho có bố em là hát hay, có năng khiếu và bố em có giọng hát. Em được thừa hưởng cái đấy ở bố em. Nhưng mà bố em lại là kỹ sư cơ khí của nhà máy Trần Đạo. Trong nhà là ngày nào bố mẹ em cũng có chương trình văn nghệ là để xem luôn rồi. Rồi em múa Ấn Độ, rồi em làm đủ thứ trò, em quay cuồng lắm anh. Đây, cho nên là... đây là những cái hình ảnh ngày xưa đấy hả? Rồi. Cái này là lúc em học cấp 2 nè anh. Ở trong trường thực nghiệm sư phạm trong thành phố Hồ Chí Minh. Là em là hạt nhân văn nghệ đấy. Cuộc thi tiếng hát truyền hình đấy là Thu Minh chọn bài gì để hát? Em chọn Bóng cây cơ nia. Là bài về đánh về kỹ thuật đấy. Và tình ca cho em là hát bài tình yêu nhẹ nhàng. Là những đám mây bồng bềnh trong nắng. Bóng cây cơ nia thử lại mấy câu xem nào. Cho em xin Đông Son đi, Son Trượng. Đỏ hay như vậy mà sau là tên tuổi của Thu Minh về sau này lại không theo cái dòng nhạc truyền thống này. Em đạt giải là một cái bài hát nhạc đỏ. Khi mà em ra đi hát á, thì em cũng có một cái được cái sự may mắn của cái thời điểm khởi đầu để hát những cái bài hát người lớn là em được các chú mời em về hát, gồm có 8 nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam trụ cột ở đấy. Có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Từ Huy, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Toàn những tên tuổi lớn rồi. Cứ mỗi tuần là em cứ phải học hát bài mới và học hát một loại nhạc khác nhau. Em coi như là luyện công đấy, nội lực thâm hậu là nhờ đấy đấy. Tại vì cứ mỗi một đêm trung bình là cứ phải hát 20 bài. Súc miệng 20 bài. Đó, súc miệng 20 bài. Nhưng mà nó cũng rèn luyện cho mình, một là giọng, hai là cái sức khỏe nữa. Mà anh không biết như này này, là một đêm em có thể cùng bố em rong ruổi các ngã đường để hát. Tối nào em cũng hát chắc cũng phải cỡ 8 show. 8 show. Cuối tuần thì em chắc em hát phải cả chục á. Nghĩa là tất cả các tụ điểm ở thành phố. Dạ vâng, tùy thời điểm. Có khi ở trong sân khấu Đầm Sen một buổi sáng mà em chạy 3 sân khấu. 3 sân khấu. Vô tới cái ngày lễ Tết thì là gì? Là anh tưởng tượng là đi đường là bố em tông lên vỉa hè để mà chạy á. Mỗi tụ điểm cách nhau 5 phút lái xe là chuyện bình thường. Mà nhiều lúc bố em mà đi mà cọ quẹt, lỡ mà người ta có tông vào mình hay là mình có quẹt vào người ta, bỏ qua hoặc mình xin lỗi, mình bỏ qua luôn cho nhanh. Còn không kịp xin lỗi, chạy tới là nâng xe lên là đi tiếp. Thôi đấy, có nhiều tiền không? Cái thời điểm ban đầu mà em đi hát á, lương thấp nhất của em nhá, có 15.000 thôi à. Là ở sân khấu Bất Tùng Diệp. Là một buổi hát đấy hả? Là một cái show là, đấy hả? Là một show á. Thì cái album đầu tiên của Thu Minh... Bài ước mơ nó như thế nào anh Kiên ơi? Mơ mình mãi bên
bản là vì em đi mơ. Bạn bên nhau nó phải em bên anh bên em. Dạ đúng rồi. Thế thôi. Hồi đấy sáng tác bài như nào nhỉ? Kiên chia sẻ chút. Ừ, tất cả những cái kỷ niệm ngày xưa lại ùa về rất là phải là gần 30 năm rồi nhỉ. Cái tác phẩm Ước Mơ này là cái tác phẩm gần như là đầu tiên mà em viết, mà lại viết riêng cho Thu Minh. Cái thời gian đấy thì hay ngồi với cả Thu Minh và anh Hoài Sa lắm. Em ngồi anh em mình nói với nhau là hát bài này anh phải sáng tác làm sao mà coi như là em hát rồi em feel rồi em giọng em nó bay kiểu như là Celine kiểu đấy. Đó, mấy cái bài hồi xưa của Celine mà anh em mình mê. Hồi còn trẻ. Còn bồng bột. Hoài Bão. Hoài Bão. Thực ra định lấy tên là Hoài Bão thôi nhưng mà Thu Minh lại thích lấy là Ước Mơ. Ước Mơ nó gần hơn. Ước Mơ nó còn thành hiện thực như lúc bão nó. Có một cái bài hit nữa là bài của Thị Phương nhỉ? Nhớ anh. Bài Nhớ Anh. Bài Nhớ Anh, dạ vâng. Em thì em nói là em có rất là nhiều album đúng không? Thế nhưng nó phải có một cái album nào mà em cho rằng nó là một cái dấu mốc. Nó tạo như là mình có một cái bước ngoặt. Vâng. Mình đánh dấu một sự thành công rất là lớn của mình. Vâng. Bước ngoặt của em đầu tiên nó sẽ là cái album Ước Mơ này. Đánh dấu rằng là em bước ra khỏi bóng tối vũ trường. Và em quyết định rằng là em sẽ hát và đứng cái tên riêng của em ở mỗi đêm nhạc. Tiếp theo mà tạo nên một cái dấu ấn trong sự âm nhạc của em đó là album Thiên Đàng của anh Võ Thiện Thanh. Cái đĩa đấy của em là được công nhận là cái dòng nhạc electric đầu tiên của Việt Nam, là em là người khai phá đầu tiên. Nó là cái album coi như là để mình gần như là một cái chuyển hướng. Vâng. Mà chúng mình xem lại một số những cái đoạn clip tổng hợp lại nhé. À đấy, dạ những hình ảnh ngày xưa của mình. Quẩy rồi là không thể không bật nhạc của Thu Minh à. Đúng không? Lúc nào cũng có những cái bài đấy bay rồi các thứ. Thì cơ duyên nào mà Thu Minh lại thay đổi như thế? Tại vì em đi diễn ở nước ngoài và tất cả những cái nơi mà em đi qua như là ở Mỹ, ở Canada rồi ở châu Âu thì em đi tới đâu bất kỳ ngả đường nào thì lúc đó nó đang thịnh hành mấy cái bài của Madonna, lúc đó là Hey Mr. Daisy da, 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 da. Luôn kèm theo cái nhảy đúng không? Yes, cái dòng nhạc đó nó thịnh hành lắm và nó hay mà nó cuốn hút dễ sợ luôn. Em nhớ hoài kỷ niệm là em đứng trước cái cửa shopping center của người ta mà em nghe nhạc và em đứng em nhảy say sưa, em không để ý tới ai hết, nó cứ áng vào trong đầu em á. Thế em bảo tại sao Việt Nam mình chưa có cái dòng nhạc này? Thời đó là cũng chưa có ai theo đuổi cái dòng nhạc này nhỉ? Dạ vâng. Và tất cả những cái bài hát mà mang tiết tấu nhanh á, mà người ta hay gọi là nhạc dance á, thì thường là nó không phải là chính thống dance. Có những cái bài nó là nhạc pop ballad và xong remix thành techno á. Thế nó là thành ra cái bài vui. Nó không thành một cái dòng. Sau đó thì Thu Minh mới là theo đuổi cái dòng nhạc này và đã nghe những cái đoạn nhạc vừa rồi là thấy nó rất là sung rồi. Nhưng mà cái hồi đấy nhá, cái phong cách cái thay đổi nên sẽ có những ý kiến trái chiều. Người thì ủng hộ, mà người thì chắc là cũng không. Về âm nhạc thì mọi người ủng hộ nhiều lắm, đa số có ý kiến là thích như thế. Và em đắt show lắm anh ơi. Tức là bất kỳ lúc chỗ nào mà em đến nơi á là không khí nó bừng lên. Đúng rất rồi. Là nhiều. Và